đọc lời Chúa. Thứ tư tuần 33 thường niên, Luca chương 19 câu 11 tới câu 28. Lời Chúa: sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Câu chuyện minh họa. Ngày nọ, triết gia Diogen đến giữa chợ Athens, dựng một căn lều và ghi hàng chữ: tại đây có bán sự khôn ngoan. Một bậc khoa cử tình cờ đi ngang qua lều đọc được, liền sai đề tớ cầm tiền tới mua. Anh đưa cho Diogen 3 hào và nói: chủ tôi muốn mua sự khôn ngoan. Diogen nói: anh hãy về đọc lại cho chủ anh nghe câu này: trong tất cả mọi sự hãy nghĩ đến cùng đức. Tri niệm dụ ngôn những nén bạc trong đoạn tin mừng hôm nay mời gọi mọi người ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với ơn đức tin mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Thật thế, đức tin mà Chúa đã trao cho mỗi người chúng ta là những nén bạc. Lãnh nhận những nén bạc đó rồi, chúng ta không được phép đem chôn giấu chúng, mà trái lại, chúng ta phải biết đem chúng ra để đầu tư, để phát triển, để sinh lời. Hay nói rõ hơn, bổn phận của chúng ta là phải sống đức tin hàng ngày, để nhờ đó mọi người nhìn thấy đời sống tốt lành của chúng ta mà nhận ra Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm sống và làm chứng niềm tin vào Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để không chỉ xin ích lợi phần rỗi cho chúng con mà còn cho những ai mà chúng con gặp gỡ.